Trời, biết tên gì chưa? Biết tên gì chưa? Trường chúng ta sẽ chào đón hai anh em soái ca, rất là đẹp trai, đẹp buốt đẻ luôn mấy má ơi. Sao tự nhiên xuất hiện hai người cùng một lúc? Chọn ai bây giờ? Tôi là Mai Ngơ. Dạ. Cho Thảo nè. Mày lắm. Tôi lìa xíu của Thảo đó. Cuối tuần này tao đi rừng chặt lan, đi xong còn ghét nhà nữa tao con của mày. Tôi đi nữa. Đừng ở đây nhiều cây quá, không biết đi đường nào luôn. Ủa, sao Tùng ngủ khu rừng tắm chung với mọi người? Tôi tới ngày